Dạ xin mến chào quý vị ha. Hôm nay có dịp không quý vị, mình lên tại thành phố Tân An không quý vị. Hội cây kiển sinh vật ha, thì tổ chức cũng theo định kỳ hàng tháng không quý vị. Thì mình có dịp mình đi ngang, mình cũng quay cho quý vị xem giao lưu tham khảo ha. Thì lời nói tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe phần công việc ha. Quý vị mà xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video ha. Thì video này mình cũng mang tính chất quý vị tham khảo giao lưu với anh em thôi. Nếu mà quý vị nào ngang cái thành phố Tân An này có thể là ghé vô bãi kiển của mấy anh em cũng trong nội bộ ha quý vị, ghé uống cà phê giao lưu xem thích cái nào được cứ ủng hộ ha quý vị. Thì bữa nay mình có ghé vườn kiển của cũng mấy anh em, cũng có một số cây tứ quý hàng ngày thật ha quý vị. Đây mình cũng quay cho quý vị tham khảo. Xin chào tất cả anh em cô chú bác nha. Đây là cũng của anh em ha quý vị. Cái cây tứ quý này mấy này là mình sửa cây riêng luôn hả anh? Dạ cây này cây riêng anh. Cây này nói chung cũng nhiều mấy ông già xưa chơi rồi để lại á, rồi bắt qua chứ giờ nuôi mà từ đầu tới đuôi nuôi không nổi cây này đâu anh đây. Cây này nuôi thần chậu này được là bao nhiêu là anh? Cây này thần chậu chắc khoảng mười mấy năm rồi anh. Mười mấy năm hả? Cái chậu Trung Quốc này được thì được một năm nha. Rất à. Năm chậu chữ nhật mà chậu xi măng. Nói chung giờ tứ quý mà kiểu mà dán cây này thật dài kiếp cũng hơi hiếm không quý vị? Nghe cho vị trí này hang là 47 hoành đấy, 47 cm hả quý vị? Đo cành phóng ra luôn anh. Cái tán bay 1,5 m luôn anh ơi. Tán bay 1,5 m. Cái này là cái chậu, cái chiều dài này nó lọt lòng nhiêu anh? Chiều cao nó 9,5 m. Chiều cao 9,5 m hả quý vị? Tán bay nó 1,5 m. Chậu lọt lòng là 65-90 anh ơi. Lọt lòng 65-90. Đây quý vị cốt cành nuôi ra ha. Nói chung những cây mà tứ quý ha, quý vị nhìn thấy ha, những cái cốt cành mà nuôi ra cái này thì quý vị biết công sức bao nhiêu ha. Chứ không có nói vấn đề giá cả trong đây không quý vị. Cây tứ quý trên mà ngày là kiểu này nói chung thật tế nhiều khi cái đồng tiền có thể kiếm được, chứ những cây này giờ mình kiếm cũng hơi khó không quý vị. Nhiều khi anh em vô không biết nói này kia mình cũng không, mình cũng xin góp ý một số anh em ha. Cảm thấy thích thì anh em giao lưu chứ. Cây này tại vì mới cắt giật đang làm cắt làm dàn dâm cho nó mịn dàn dâm rồi, mới cắt giật lại đang trở ra lọt non. Cây này thí dụ anh em muốn sở hữu rồi giờ mình bán giá làm sao anh? Cây này chắc nếu cây này anh em có liên hệ số điện thoại được không anh? Số điện thoại với Zalo của em là 0931216363 ha. Rồi. Em ở Tân An Long An. Rồi. Có gì anh em mình đó. Thêm chi tiết thêm cây. Quý vị nào muốn sở hữu cứ qua số điện thoại của anh ha quý vị, tên anh, địa chỉ ở đây mình xin nhắc lại đường Hùng Vương ha quý vị, thành phố Tân An ha. Cái này để tới hôm tối cái thằng chính nó ngay chỗ này là 37 sen ha. Cái thằng chính này, cái này là làm đang giãn cây viên, cây dị diện anh chị em ngang 1m1.1 m anh ơi, cao 1m1.3. Cây này mình nuôi được bao lâu rồi anh? Cây này mới phôi về nuôi được khoảng 3 tháng mấy 4 tháng anh đây. Quý vị đang dẫn viên ra. Giờ anh chị nào về thích ghép thì mình cắt vào đây mình chữa chặt rồi mình ghép vô ha. Đang dẫn viên dẫn cho cây nhị diện chơi. Vậy là có cái thằng này làm nó rời ha. Đúng rồi nó rời nhưng mà nó dính, nó trồng chung hồi nhỏ á, trồng chung rất là lâu anh, giờ rễ bọng nó cứng ngắc ấy chung rồi. Nhưng mà thì này là hai cây nè, nó gỡ ra hai cây á. Cây này cũng khá nghệ thật không quý vị, nói chung là những cây này cây nghệ thật không à. Cây này thì em giao lưu với anh chị là giá 12 triệu tại vườn. 12 triệu tại chỗ, tại chỗ. Tính luôn chậu ha anh? Tính luôn chậu tại chỗ. Còn mấy cái này có giao lưu luôn không anh? Dạ cũng có anh. Mấy cái này giao lưu anh chị em có gì cũng cành cổ sợ dữ lắm anh. Thì quý vị nhìn thấy cây biết ha, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà quý vị có thể nhìn biết cái giá trị cây à. Tứ quý mà quay mà sửa cái này thì quý vị cũng biết rồi, cây rất già. Thì mình cũng quay sơ lược thôi quý vị. Quý vị nào thích cứ có thể ghé cái bãi ngay chỗ
đường Hùng Vương này quý vị, thành phố Tân An ha. Giao lưu với anh em cảm thấy như uống ly cà phê chơi cũng được quý vị. Còn cặp cây này anh chị em cô chú có yêu thích thì có gì liên hệ số điện thoại hay hoặc Zalo 0931216363 em ở Long An. Có gì ấy thì báo chi tiết có giá cho. Rồi. Đây cũng quay cho quý vị tham quan những cái tác phẩm cây đẹp ha quý vị. Cái này mai vàng mình ghép hả sao ha Ri Nam? Cái này cái dẫu riêng anh đây. Dẫu riêng. Cái này tác phẩm là kêu cái rừng mai vàng anh đây. Rừng mai vàng không quý vị? Cây này riêng. Cây này nếu mà cái tuổi nó nay là phải nó phẳng. Cũng nghĩ nha. Cốt cành nuôi lớn à. Cốt cành này nuôi cũng được khoảng 7 năm anh này. Cốt cành riêng này nuôi 7 năm. Dẫu riêng luôn không quý vị? Cái này mặt tiền cho. Đây quý vị, biển ở đây ha. Mình cũng quay sơ lược cho quý vị ha, chi tiết nào quý vị muốn sở hữu hay là muốn giao lưu với anh em mình cứ liên hệ số điện thoại ha quý vị. Đây có những cây này, cũng mini bonsai, cây này mai vàng mình ghép luôn ha sao anh? Cái đó mai vàng ghép anh, mai vàng ghép cúc tư long. Cúc tư long hả quý vị? Đang vô nốt, nói chung cũng vô nốt mạnh lắm anh. Đây quý vị thấy ha. Cây này mình ghép được mấy mùa rồi ạ? Cây này mình ghép được gần 2 mùa rồi anh ơi. Gần 2 mùa rồi. 2 mùa. Cây này nó cũng sung cây nên cành nó lớn. Cây này thí dụ mình bán thì được, mình bán cho anh em khoảng nhiêu anh? Cây này em giao luôn giá 12 triệu tại chỗ này, tại vườn. Là tính luôn chậu cho anh em luôn hả? Tính luôn chậu luôn. 12 triệu. Chậu cũng cổ không quý vị? Cây này chơi Tết thì lung linh rồi. Đúng rồi, cây này về quý vị mua về xong để chơi Tết là quá ok luôn, để tới cái bàn nhỏ nhỏ cũng được không quý vị? Tại chiếm không gian cũng không có diện tích nó cũng không nhiều ha. Còn cây phôi này sao anh? Cây phôi này nói chung em đang định hình là cái những cái cành này dọn viên này, nếu anh chị thích ghép thì ghép. Còn giá của nó thì em giao luôn 38 triệu tại vườn. 38 triệu tại chỗ. Dạ, cái này hoành chỗ Trung Quốc. Hoành nó dao động bao nhiêu? Đâu đo tham khảo. Nghe chỗ vị trí này hợp lệ nhất đi ha. À. 50-52 hoành thẳng thước ha. Thẳng thước ha anh chị. Cái chậu này chậu Trung Quốc nha anh chị. Nó có kích thước là kích thước chậu Trung Quốc là 65-80. Quyên mình nạt đấy luôn hả quý vị? Đó quý vị thấy quyên mình nạt ha. Cùng những cây này cây nghệ thuật không hả quý vị? Ở đây mình cũng chia sẻ ha, không phải riêng một cái bãi này không có gì. Còn cái này tứ quý mình ghép cụm rừng hay gì anh? Dạ đúng rồi anh, cây tứ quý này ghép anh đây. Cây này mình ghép cây này tứ quý này mình ghép được khoảng 3 mùa mấy anh ơi, 3 mùa mấy. Cây này ghép dẫu lai. Đập bông này cũng áp phê lắm. Được 3 mùa mấy rồi. Cây này nó tính ra nó nhiều thân nhưng mà nó liền khối ha anh? Đúng rồi, nó liền khối chung hồi nhỏ. À. Nó được 5 thân, kêu như cái này kêu nó tạm gọi là cái rừng ngũ phúc đi ha. À. Nó 5 thân. Đây quý vị, những cúc ghép nó ha. Nó cỡ bự ngón tay út tay cái không có không quý vị? Bên đây bự hơn ngón tay cái luôn ha. Những cây tứ quý mà ghép ra được cái cốt cành nó bự như vậy cũng cái giá trị thời gian nó cũng rất lâu không quý vị? Cái này đặc biệt có cái nồi đế nó dễ thương lắm, cái nồi đế nó dễ thương. Cái này mình có cho giá công khai không anh? Cây này nếu anh chị cô chú được thích thì cứ liên hệ số điện thoại hoặc Zalo của em ha. Rồi. 931216363 ha. Rồi có gì trao đổi thêm. Có cây gọng dây xe này cũng khá đẹp không quý vị? Cây này cũng cây nghệ thuật luôn. Cây này nếu mà mình thực tế mình kêu cái dáng nó đúng là dáng gì à? Cây này đúng là cây, tuy nó là cây tứ quý anh chị ơi, nhưng mà cái dáng nó là dáng cây kiển xanh, cây nó là cây cành âm á, cây giọng xê cành âm. À.
cành năm, nó là cành này là cành chủ lực của cái cây này, là cây dòng xe cành năm. Nói chung nó theo cái nét chuyển xanh. Cái này hoành nó được ba mấy không ạ? Hoành nó ba mấy anh nè. Để em ở trong cái ngay vị trí này thẳng thước 34. Ha, 34 vành nha anh chị. Tay cành tự mà nó cũng sửa cũng nhiều năm rồi anh chị, cắt giật nhiều lần. Tay cành sửa này ha, cái này tay cành sửa nguyên cũ để đặt ha quý vị. Mình chậu chậu này chậu Trung Quốc nha, chậu chữ Nhật Trung Quốc. Có kích thước là 45-70, chậu chữ Nhật Trung Quốc. Cây này mình giá công khai hay là mình có vô lâu gì không mà? Dạ cây này em giá công khai cho anh chị em yêu thích 25 triệu tại vườn nha. À, 25 triệu tại vườn hả quý vị? Tại quý vị thì mình cũng xin chia sẻ ha. Ở đây là từ đây chạy dạng dưới, nhưng mà tại vì mình không có đi hết đâu quý vị. Nói chung là mình đi cả ngày, thời gian không có. Thì quý vị nào muốn, quý vị nào gần xa ở thành phố Tân An hay lân cận thành phố Bình Chánh ha quý vị, muốn giao lưu xuống đây mà vòng vòng chỗ này là chỉ có ở khu đặc biệt chỗ này là bán phôi tứ quý cũng khá ha quý vị. Thì những cây phôi tứ quý ha quý vị. Thì cuối video mình cũng thay mặt cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha.